Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình quay một siêu phẩm vú sữa nha các bạn. Đó, cây này tuổi đời rất là già luôn, đang có trái luôn nè các bạn. Đó, cây này hiện tại của ông anh mình nha. Đó, anh em nào có nhu cầu giao lưu thì tí mình để số điện thoại của ông anh mình phía dưới nha, của anh Thành Tấn nha các bạn. Nó quá độc đáo cho một tác phẩm già nua vú sữa, cây thuần chậu rồi nha các bạn. Vô cái chậu nhỏ xíu luôn nè. Cây này thuộc loại là bonsai đại mà ép chậu luôn rồi nè. Quá khủng khiếp. Đó, vô cái chậu nhỏ xíu xíu luôn, cực kỳ dài nha anh em. Nó cây này tuổi đời rất là cao luôn rồi, cực kỳ già, có nu nằng quá quái luôn. Cây này thuộc dạng quá quái độc lạ nha anh em. Anh em xem cái bộ đế nè, quá độc lạ luôn. Đó, tí anh em nào có nhu cầu giao lưu thì mà mình để số điện thoại của anh Tấn ở phía dưới nha. Đó, anh em alo trực tiếp anh Tấn nha. Cây đang mang trái luôn, gốc cành rất là lớn à. Cây này hình như không có mặt cắt luôn, mà cắt kéo gần hết luôn như vậy. Nó có mặt cắt ở phía dưới à, xíu phía dưới à, còn toàn bộ phía trên là hết này. Rồi, chào tất cả các bạn.